nên có thể vượt qua địa vị tất cả thanh văn độc giác, có thể được địa vị Bồ Tát bất thối chuyển, có thể làm thanh tịnh Phật đạo. Bấy giờ Xá Lợi Tử lại thưa: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát an trụ những địa vị nào mà có thể làm phước điền chân chánh cho tất cả thanh văn độc giác? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi mới phát tâm tu hành sáu ba la mật đa, an trụ pháp không vô tướng vô nguyện, cho đến lúc ngồi tòa Bồ Đề, thường làm phước điền chân chánh cho tất cả thanh văn độc giác. Vì sao? Vì nương vào đại Bồ Tát, tất cả thiện pháp xuất hiện ở thế gian như 10 nghiệp đạo thiện, 5 giới cận sự, 8 giới cận trụ, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 trí thánh đế, 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 6 ba la mật đa, 18 không, 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vô lượng vô số các thiện pháp như vậy xuất hiện ở thế gian. Do các thiện pháp của Bồ Tát này, nên thế gian có dòng họ Sát Đế Lợi, dòng họ Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, thiên chúng, trời tứ đại vương chúng, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hộ, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng, Hữu Tình, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh, trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Lại do các thiện pháp của Bồ Tát liền có quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, độc giác đại Bồ Tát và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Khi ấy Xá Lợi Tử lại thưa: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát có cần phải trả ơn thí chủ không? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát không cần phải trả ơn thí chủ. Vì sao? Vì đã trả đủ rồi. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì đại Bồ Tát là vị đại thí chủ bố thí các thiện pháp cho chúng hữu tình, nghĩa là bố thí chúng hữu tình 10 nghiệp đạo thiện, 5 giới cận sự, 8 giới cận trụ, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 4 trí thánh đế, 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, 6 ba la mật đa, 18 không, vân vân, 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì Bồ Tát bố thí cho các hữu tình vô lượng vô số thiện pháp như vậy, nên gọi là đại thí chủ. Do đó đã trả ơn cho thí chủ phước điền chân thật thanh tịnh sanh vô lượng phước. Lúc bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tương ưng với pháp nào mà nói là tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tương ưng với không của sắc nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tương ưng với không của thọ tưởng hành thức nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tương ưng với không của nhãn xứ nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tương ưng với không của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tương ưng với không của sắc xứ nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tương ưng với không của thanh hương vị xúc pháp xứ nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tương ưng với không của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tương ưng với không của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Vì tương ưng với không của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Vì tương ưng với không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Vì tương ưng với không của thân giới, xúc giới, thân thức giới nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Vì tương ưng với không của ý giới, pháp giới, ý thức giới nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì tương ưng với không của thánh đế khổ nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa, vì tương ưng với không của thánh đế tập diệt đạo nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì tương ưng với không của vô minh nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa, vì tương ưng với không của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì tương ưng với không của nhất thiết pháp nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa, vì tương ưng với không của pháp hữu vi vô vi nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì tương ưng với hi bản tánh không nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì tương ưng với bảy không như vậy nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, khi tương ưng với bảy không như thế, chẳng thấy sắc tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy thọ tưởng hành thức tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy sắc hoặc pháp sanh hoặc pháp diệt, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hoặc pháp sanh hoặc pháp diệt, chẳng thấy sắc hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy sắc hợp với thọ, chẳng thấy thọ hợp với tưởng, chẳng thấy tưởng hợp với hành, chẳng thấy hành hợp với thức. Vì sao? Vì không có chút pháp nào hợp với pháp, vì bản tánh không. Này Xá Lợi Tử, không của các sắc chẳng phải sắc, không của các thọ tưởng hành thức chẳng phải thọ tưởng hành thức. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì không của các sắc chẳng phải tướng biến ngại, không của các thọ chẳng phải tướng lãnh nạp, không của các tưởng chẳng phải tướng nắm bắt, không của các hành chẳng phải tướng tạo tác, không của các thức chẳng phải tướng liễu biệt. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng khác không, không chẳng khác thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức. Này Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Trong không ấy không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có nhãn xứ, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, không có sắc xứ, không có thanh hương vị xúc pháp xứ, không có nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, không có nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, không có tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, không có thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, không có thân giới, xúc giới, thân thức giới, không có ý giới, pháp giới, ý thức giới, không có vô minh, cũng không vô minh diệt. Cho đến không có lão tử, sầu, than khổ, yêu não, cũng không có lão tử, sầu, than khổ, yêu não diệt. Không có thánh đế khổ, không có thánh đế tập, diệt đạo, không có đắc, không có hiện quán, không có dự lưu, không có quả dự lưu, không có nhất lai, không có quả nhất lai, không có bất hoàn, không có quả bất hoàn, không có A-la-hán, không có quả A-la-hán, không có độc giác, không có quả độc giác, không có Bồ Tát, không có hạnh Bồ Tát, không có chánh đẳng giác, không có quả chánh đẳng giác. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì tương ưng với các pháp như vậy nên nói tương ưng với bát nhã ba la mật đa.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy bố thí Ba La Mật Đa tương ưng hay chẳng tương ưng, chẳng thấy tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy sắc tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy thọ tưởng hành thức tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy nhãn xứ tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy sắc xứ tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy nhãn giới sắc giới nhãn thức giới tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy nhĩ giới thanh giới nhĩ thức giới tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy tỷ giới hương giới tỷ thức giới tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy thiệt giới vị giới thiệt thức giới tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy thân giới xúc giới thân thức giới tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy ý giới pháp giới ý thức giới tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy bốn niệm trụ tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy mười lực Phật tương ưng hoặc chẳng tương ưng, chẳng thấy bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như thế, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng quán không tương ưng với không, chẳng quán vô tướng tương ưng với vô tướng, chẳng quán vô nguyện tương ưng với vô nguyện. Vì sao? Vì không vô tướng vô nguyện đều không có tương ưng nào mà chẳng tương ưng. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tương ưng với pháp như vậy, nên nói tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã hiểu rõ tự tướng của nhất thiết pháp là không, không quán sắc hoặc hợp hoặc tan, không quán thọ tưởng hành thức hoặc hợp hoặc tan, không quán sắc với quá khứ hoặc hợp hoặc tan. Vì sao? Vì không thấy quá khứ, không quán thọ tưởng hành thức với quá khứ hoặc hợp hoặc tan. Vì sao? Vì không thấy quá khứ, không quán sắc với vị lai hoặc hợp hoặc tan. Vì sao? Vì không thấy vị lai, không quán thọ tưởng hành thức với vị lai hoặc hợp hoặc tan. Vì sao? Vì không thấy vị lai, không quán sắc với hiện tại hoặc hợp hoặc tan. Vì sao? Vì không thấy hiện tại, không quán thọ tưởng hành thức với hiện tại hoặc hợp hoặc tan. Vì sao? Vì không thấy hiện tại, không quán quá khứ với vị lai hoặc hợp hoặc tan, không quán quá khứ với hiện tại hoặc hợp hoặc tan, không quán vị lai với quá khứ hoặc hợp hoặc tan, không quán vị lai với hiện tại hoặc hợp hoặc tan, không quán hiện tại với quá khứ hoặc hợp hoặc tan, không quán hiện tại với vị lai hoặc hợp hoặc tan, không quán